Alo. Wow. Hello xin tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái game show mới. Game show này mình thấy ở trên mạng khá là nhiều và mình cũng sẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử cái game show gọi là The Mask Singer Việt Nam như thế nào nha. Let's go. Manh mối xuất hiện trong đoạn clip vừa rồi. Nghệ sĩ Việt Nam nào hiện nay đang sở hữu sổ đỏ nhiều hơn Lý Nhã Kỳ đấy? Nghệ sĩ bạn Việt Nam. Bướm ơi, để ý như thế này. Bướm mặt trăng hả? Nói chung cái chương trình này là ca sĩ là sẽ che lại mặt nạ rồi đó, ca sĩ mặt nạ mà xong rồi mình hình như mình đoán thì đó là ai? Bướm dạng tròn người ạ. À. Tròn người. Ôi. Dễ thương quá. Sao em có một cái sense nào đó? Tôi có một cái sense. Ừ, đây không mà phải là nữ mà là nam. Tại vì là không biết nam không biết nữ luôn. Ok. Ở tập 3 thì người đầu tiên đó là bạn bướm hả? Là giọng cũng bị đổi luôn. Ê, cái này thì kia là cũng tính ra là cũng giống giống với một cái show mà hồi trước mình làm á, cũng kiểu đổi giọng về này nọ để đoán cái thử ca sĩ đó là ai á. Cũng che nhưng mà chẳng qua tụi mình không có đủ tiền. Tụi mình không có đủ tiền để làm cho nó hoành tráng không. Nên thôi phiên bản hoành tráng là đây. Bởi vì ai mà chẳng biết đến tôi ghê vậy. Người ta nghĩ tôi chỉ dạo chơi thôi, nhưng họ đâu biết là tôi có những gì. Rồi cái giọng mày nghe nữ nha. Đó, số tôi sẽ dành cho các bạn một câu đố. Ở Việt Nam có hơn 1.000 loài bướm. Đố bạn biết tôi là ai? Văn Mai Hương. Văn Mai Hương. Tôi chắc chắn là chị Văn Mai Hương rồi. 1.000 loài bướm là 1.000 nỗi đau. Xét về ngoại hình thì bạn Bóm là một nghệ sĩ nằm ở cái dạng tròn người à? Không, cái này là do bị mặc đồ vô đó. Bị mặc đồ vô đó. Cái da dáng đứng như vậy là giống đây không phải là nữ mà là nam. Thì đó. Giả bộ hả? Ta giả bộ, giả bộ hả? Tay ra và cố tình lừa chúng ta. Xin lỗi bạn Bớm là tôi thấy bạn Bớm nhúng không đúng nhịp lắm. Là nha. Có phải là bạn đã làm một cuộc thi về âm nhạc nào đó hay không ạ? Đúng, đúng, đúng. Wow. Rồi, chị Văn Mai Hương rồi. Văn Mối Xịn. You had a one up. Có nhận giải thưởng trong top 3 hay không? Câu này hay, câu này hay. Không, trong top 3. Đúng rồi, không phải rồi. Đủ rồi. Manh mối là cũng có đúng có sai mới thú vị. Chứ mà bướm trả lời đúng hết thì lộ rồi là không có được. Em sẽ bảo vệ bé bướm của em. Nè, người xưa có câu nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Bật chết rồi bay lên. Bật chết rồi bay lên. Bay lên. Bật chết rồi bay lên. Dữ vậy trời ơi. Bây giờ đến ở đây luôn hả? Và bây giờ xin mời phần trình diễn của bướm mặt trăng. Bướm mặt trăng hả? Nhưng mà đặt cái tên hay xến à. Bướm mặt trăng. Baby tell me what you want. Tell me what you say. Là em chẳng yêu đôi như bao người. Ủa giọng nam nữ không biết luôn á. Giọng giống nam quá à. Bài này như bài của chị Hồ Ngọc Hà đúng không ta? Đúng rồi. In love. Ôi giọng này chắc nam rồi, giọng này nam rồi. Nhưng mà ca sĩ thì làm sao mà mình không nhận ra được ta? Ca sĩ hát cái là biết liền, sao mà không nhận ra được trời? Trời ơi, cái trình diễn cũng xịn. Chắc là nghe nó cháy đó. Bây giờ sẽ là phần ấn tượng đầu tiên. Thôi xong nha. Trời ơi, anh Thành giỏi vậy ta. Tiên ơi, em có biết vì sao không? Vì sao? Trong chương trình mời vợ anh đến đây rất là tội cho cô ấy. Cô ấy là người Hàn Quốc. Bây giờ có một chục con bướm ra hát cổ cũng không biết là con nào đâu. Vậy để kéo lại kinh tế cho gia đình. Bướm hát á là em cũng có điền vô là có những điền đặc trưng của cái giọng này là em đã điền vô hết. Chỉ điền tiếng Hàn vô hết. Chỉ điền tiếng Hàn hát kìa. Hát kìa. Chỉ điền tiếng Hàn kìa, không phải copy được. Nhưng vật đã hết. Câu hỏi đầu tiên, tại sao bạn lại chọn hình tượng là con bướm mặt trăng? Alo. Alo. Em phải alo chứ. Lỡ nó lời cái giọng thiệt của em. Thế rồi, giọng thiệt của em ra. Bởi vì mấy con kia nặng quá. Con này là nhẹ nhất rồi. Hay quá.
Không, mà sao tự nhiên mình nghe cái giống Orange nha. Cái kiểu này giống Orange quá. Em mà hát cái giọng này là không ai tiếp em in lớp luôn. Ôi kì. Tôi nghi bướm này nghệ sĩ hài quá. Bướm này nghệ sĩ hài. Để bướm hát lại cái đoạn nãy với cái giọng này thử đi. Tông sao vậy? Tông sao vậy chứ? Dễ thương thiệt chứ. Giọng này quá. Chó tomate. Anh Thành nó chó tomate. Bướm xéo sắc. Không phải em cố ý nói cái giọng này đâu, mà vô in in nó bị delay. Bị delay đúng rồi. Bị delay. Bây giờ đi delay. Từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là con bướm delay. Ủa? Và số phận của ngươi sẽ bị delete. Ôi ơi. Hả? Ngươi sẽ bị delete. Sao? Em tưởng anh delay em tới vòng cuối chứ. Ghét thiệt, dễ thương ghê. Duyên dáng giữ con bướm lại. Chứ nghĩ sao delete người ta hả trời. Xin mời nhạc ạ. Vẫn phải hát hả? Ủa bướm. Em tưởng quăng miếng là Em được hài anh ơi. Sao quen, anh lấy tông nãy giờ. Anh sao, nhớ đi lấy nha. Anh nhanh quá em bay không kìa. Khó quá sao mà vô. Nghe như kiểu dòng âm tì thì không. Em chỉ mới ngồi tiếng một đầu tiên thôi. Mọi người cho em thở nha. Anh có cần bình oxy? Kỳ quá không? Em cần anh cho em vô. Còn không ai. Buồn chị tiên quá. Chị tiên không nhận ra buồn. Em nè chị. Ủa chị thì không nhận ra vậy. Hồi xưa em đi thi hát, chị Tiên còn quánh rớt em. Rồi mà tóc chị còn xù á. Thôi Orange rỡ ra đây. Cả đũa. Nhưng mà 2009 chị đã đi Mỹ rồi. Tức là chị có 2008 rồi đúng không? Đúng không? Đúng không? Em đâu biết. Em đâu biết đâu. Đọc lại tiếng nhớ của chị. Chị bỏ anh Tuliver ra một nước đi. Đỉnh thiệt. Đỉnh thiệt. Khó chịu. Khó chịu thiệt. Giờ anh với em nói 1, 2, 3 coi đúng giống nhau. Anh với em dễ thương cái tên. 1, 2, 3 Trung Quốc. Ui. Hai vợ chồng tấm đổi hợp dữ vậy. Khỏi thoát. Ha nữa. Ứng cử viên vô cùng nặng ký. Ây da, ứng cử viên vô cùng nặng ký hả? Là bự con hay sao ta? Tượng trưng cho sự tái sinh. Tái sinh? Từ đống cho ta. Phoenix. Để chào đón Phượng Hoàng Lửa. Biết ngay mà. Da, yeah. Phượng Hoàng Lửa nó khó chịu vậy ta. Nó như quả ớt á mấy má. Nó như cái quả ớt á chứ. Ê, nói cái đầu mình. Như con Phượng Hoàng này nó như cái quả ớt á. Trời ơi, con lọc cái tiếng nghiếc nguyên chứ. Không, đẹp lắm nha. Cái mặt nó đơ lắm nha, không có đẹp lắm nha. Thôi chị, tóc tiên có cái này nữa hả? Phượng Hoàng phải cháy được chỗ dậy. Trời ơi, như là trường Hogwarts vậy đó. Nhìn như trường Harry Potter vậy má ơi. Trường Hogwarts gì đó. Thì có những khán giả hết sức trung thành. Mà hát là hát giọng thật chứ. Chắc hát là phải hát giọng thật. Bây giờ tính ra chương trình này khó, phải mời ai mà phải hát. Mà cái giọng người ta không giống như bình thường người ta hát nữa. Trời, cái giọng này quen lắm. Cái giọng này quen lắm luôn á. Ai ta? Excited.
Ồ, hát dữ vậy trời ơi. Thế nhưng thiệt ra mấy người này mình khó biết lắm. Không khóc, không khóc. Hồi nãy mình đã kìm lại rồi. Anh mới là người không khóc đó nha. Lúc mà ở hậu trường sân khấu là mọi người phỏng vấn em luôn. Tiên có thần tượng ai không là em trả lời chị này luôn. Thì em chắc chắn một khi đã thần tượng thì em không thể nào đoán sai được. Trời ơi, thần tượng mà đoán sai chắc mắc cỡ lắm. Chắc mắc cỡ lắm. Cái đoạn này mà đoán sai là mắc cỡ lắm nè. Hãy thử cho một cái tên xem nào. Tôi không thể nói ra được điều này. Tại vì phải giữ điều bí mật cho khán giả truyền hình cùng đoán. Thôi vậy em giữ bí mật luôn. Ôi trời ơi. Tại vì nếu như người này mà tôi sai thì tôi không tiếp tục nghe nhạc nữa. Gì mà căng vậy? Em mà sai là em bỏ nghề luôn á. Trời ơi! Thôi! Em mạnh hơn tôi luôn hả? Ừ. Trời ơi! Tôi bỏ nghề luôn. Mấy cá như vậy nha. Trời ơi! Mà không thấy nghe nhạc nữa, nó bình thường. Chị có bao giờ đến nhà em? Trời ơi! Bây giờ hỏi tới vụ qua nhà luôn. Chơi hỏi tôi qua nhà thì tình. Bây giờ đến nhà em kêu alo. Anh Thành nằm xuống dưới đất. Alo. Bà hỏi gì lại vậy? Tôi nằm xuống dưới đất mà nói. Làm gì? Bà ghê quá. Một lần nữa cảm ơn phần trình diễn rất là tuyệt vời của Phượng Hoàng Lửa. Cảm ơn rất nhiều ạ. Ôi vậy cuối cùng là ai ta? Ok, để biết người ấy là ai các bạn hãy xem The Masked Singer Việt Nam.